Huyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại thì giờ này tối nha cô chú anh chị, thì có cái buôn nó đang xuống chơi nè cô chú anh chị, áo đỏ đỏ cô chú. Thì đang thì hiện tại thì chị Hồng Loan thì đang đi qua chị Phương Lê này ha, thì có nhà có hành mỹ buôn với bé Ken, thì nhà vắng mẹ thì cũng xuống đi chơi với nhà cô chú anh chị. Rất là quý ông Thường này, anh Gáp này, ngày thường giao nhà giao giao đồ cũng thường ngày cô chú anh chị, sáng trưa chiều tối thì lúc nào cũng thấy. Đó, cái buôn đang chơi bóng với cô chú anh chị. Gấp lấy hàng vô nữa nha, thì có thể là quá thì chỗ công ty giao cho anh Gáp, thì anh Gáp mình đem lại trong đoàn bán nha cô chú chị. Đang nói chuyện với anh Mỹ, hỏi mẹ đâu rồi, chú hay là gì đâu, thì rồi buôn nghe chút. Chơi với các anh rất là vui, chú. Hôm nay nó buôn bằng đồ đỏ đô rất là dễ thương. Y chang là người thể thao luôn á, ghê không? Tại giờ thì cũng 7 giờ của tôi chị. Rất là dễ thương. Mà buôn này rất là ngoan luôn cô chú anh chị, khi không có mẹ vẫn không khóc nha cô chú, thì vẫn chơi một mình, chơi với anh của mình như là bé Ken ấy cô chú, thì vẫn xuống nhà chơi. Khi những có đứa thì đòi mẹ thì cũng rất là tội nghiệp, nhưng mà bé buôn này không nha, vẫn chơi với chú anh Mỹ luôn, làm lòng luôn. Sấy ăn rất là ngon, giòn thơm, mà ăn nó ngọt dịu dịu rất là ngon, không có gắt. Hôm nay chúng ta ở trên hiện tại rất là nhiều sấy cùng với bánh dây và thì thôi nha. Ở đây bữa nay ở đây tới 10 giờ được cô chú anh chị, thì mong chú anh chị ủng hộ cho thôi like đăng ký nha, để thôi có động lực quay đêm nha cô chú anh chị. Thì hiện tại thì cái buôn cũng đang ngồi chơi của mình nha cô chú, thấy buôn nó cô chú rất là ngoan. Thì buổi sáng thì cũng đang mưa từ chiều đến giờ nhé, đang mưa từ chiều đến giờ, giờ 7 giờ cái buôn cũng đang ngồi gần anh Thành Mỹ, rất là dễ thương luôn. Có anh này giao hàng nữa nha, thì đi một chiếc xe ở lắc luôn là của chú chị. Hiện tại không có anh trai rất là dễ thương, anh sợ mới quay thì né nha cô chú anh chị, ở đây nè chú, tại vì buôn cũng đang ngồi chơi mình nha.
biết cô chú anh chị đang yêu mến chị Hồng Loan, cũng như là yêu mến tất cả các anh em YouTube đang quay ở đây, hãy đăng ký một like để cho anh chị em biết hơn. Thì hiện tại thì nó đi đâu cô chú vậy? Thì nó chở lên lầu hay gì thì thôi nha, cũng ngưng clip rồi chú vậy, thì nó ra rồi chú vậy lưỡi luôn. Thì mong cô chú anh chị có một anh chị liệu vui nào ở bên tờ của chú Linh của chú đó là cũng đang là trước này cả nhà. Là bàn thờ của ông ngoại nha. Đây là chợ này cũng mời đặng đi giao hàng này của chú đuổi đi giao hàng. Thì có một xe hơi của chú, đây là xe hơi đã cũng bị da, không biết da đang lai hay đâu nha chú. Thì anh đặng này cũng đang đi giao hàng cho khách. Tối hai đi ngang qua đó của chú anh chị là tội luôn, chú có một chân bán số chú tội luôn chú. Thì anh Giáp cũng bị gọi điện thoại để lấy nhà giao hàng ha. Ở trên đàn cũng có nhiều mà mảnh đời cô này cũng rất là có ấm lòng cho chú tiền ha, và quý luôn. Thì thôi hội cũng xin ngừng clip nha cô chú anh chị, có gì mới thôi quay tiếp nha. Hội đi thiên suốt quay tối 10 giờ ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho hội một like một đăng ký để có nhiều video mới cho quý vị xem nha. Bye bye cô chú anh chị.